Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thái Nguyên sắc màu văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Điểm tin. Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức trao tặng thiết bị đồ dùng, trang thiết bị phục vụ giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh các trường mầm non năm học 2024-2025. Những thiết bị được trao gồm bộ đèn tín hiệu giao thông, bộ sa hình giáo dục an toàn giao thông. 5 trường mầm non trên địa bàn được trao tặng là mầm non Cao Ngạn, mầm non Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, mầm non Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, mầm non Thượng Đình, huyện Phú Bình và trường mầm non Hoàng Nông, huyện Đại Từ. Việc bàn giao có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và ngành giáo dục. Tại những trường nhận bàn giao, các cô giáo và nhà trường đã được các cán bộ chiến sĩ công an, ban an toàn giao thông lắp đặt hoàn thiện, hướng dẫn cách sử dụng. Việc bàn giao thiết bị học tập trực quan cho các trường mầm non sẽ có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với trẻ ngay từ khi còn nhỏ trong việc chấp hành các quy tắc khi tham gia giao thông. Hoạt động này nằm trong kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông và chương trình Tôi yêu Việt Nam trong cấp học mầm non năm học 2024-2025. Liên chi hội nữ chiến sĩ Trường Sơn, tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiện liên chi hội có 106 hội viên là những nữ chiến sĩ đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường thuộc đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Nhiệm kỳ qua, liên chi hội đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những hội viên khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Giai đoạn 2024-2029, các hội viên tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hội hướng về cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 25% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã được chuyên trang du lịch CNN Travel liệt kê vào danh sách những vùng nông thôn đẹp nhất thế giới. Nếu như bạn đang tìm kiếm một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với tìm hiểu văn hóa dân tộc, thì nơi đây là sự lựa chọn lý tưởng rất đáng để bạn trải nghiệm và khám phá văn hóa trong hành trình của mình. Năm 2022, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã được chuyên trang du lịch CNN Travel liệt kê vào danh sách những vùng nông thôn đẹp nhất thế giới. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với tìm hiểu văn hóa dân tộc, thì nơi đây là một sự lựa chọn lý tưởng rất đáng để bạn trải nghiệm trong hành trình của mình. Bản làng Thái Hải trong một ngày tiết trời nắng đẹp và đâu đó tiếng ríu rít của trẻ con chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm khó quên đối với du khách cũng như Linh Giang. Điểm khác biệt của khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là hướng dẫn viên cũng chính là những người dân sinh sống và làm việc tại bản làng. Vì vậy, trong hành trình trải nghiệm, bạn sẽ được hướng dẫn viên giải đáp mọi thắc mắc về văn hóa và cuộc sống của bà con nơi đây. Đặc biệt, du khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt, lao động, sản xuất thường ngày từ trồng trọt, chăn nuôi của đồng bào và trải nghiệm văn hóa vô cùng đặc sắc trong cộng đồng như tham gia hái thuốc nam hoặc tham gia trực tiếp làm quả còn cùng bà con trong bản. Các bạn nhỏ, các bạn đang làm gì đây? Các con đang làm gì đấy? À, con đang tết dây à? Thế bây giờ cho cô Giang tết dây cùng với các con được không? Chúng ta cùng tết nha. Hay được không? Tết này ôi, cảm giác cô bị tết chật quá. Đúng không? Cô làm này đúng không?
Hàng ngay hàng quả còn này thì là chị được thấy rất là nhiều trong những các lễ hội của đồng bào dân tộc Tày. Ngày hôm nay đến với bản làng thì lại đúng lúc mà các cô cũng như là các bạn nhỏ lại đang làm quả còn, thì chị cũng rất là muốn tìm hiểu về quy cách làm quả còn này cũng như là ý nghĩa của quả còn trong đời sống của đồng bào dân tộc Tày. Thì Hằng có thể chia sẻ cho chị một chút là chúng ta sẽ thường làm quả còn vào dịp nào? Quả còn thì nó là một trong cái quả may mắn của người Tày, không thể thiếu được. Thế và cũng để chuẩn bị cho ngày lễ hội này thì và cũng như là cái trang trí cái ngôi nhà sàn của mình nhé. Đấy là và những cái gọi là vật may mắn của người Tày để mọi người được trao tặng cho nhau. Đấy, cho nên là quả còn này sẽ được bà con làm cũng quanh năm thường xuyên đấy. Chị nhìn thấy là có rất là nhiều màu sắc. Thế thì chúng ta có cái quy định nào về màu sắc không, hay là chúng ta chỉ cần chọn những cái màu sắc sặc sỡ là có thể làm quả còn? Quả còn thì đúng người Tày quan niệm may mắn thì nó phải có ngũ sắc là năm màu. Như cho ông truyền dạy thì bà con chỉ biết là nó là ngũ hành ấy, tượng trưng cho ngũ hành là sự an lành, sự may mắn cho con cháu. Bởi vậy mà cứ phải lựa chọn á, rất là kỹ. Và quan trọng nữa bên trong phải là hạt giống. À, bên trong này là hạt giống hạt ạ? Giống. Hạt giống ở đây sẽ là những gì? Cái hạt lại là hạt thóc á. Hạt ngọc, hạt thóc ấy, và hạt đó là phải được lựa chọn là hạt rất là chắc này và mẩy. Đó, thì mới là được sử dụng. Bên trong này sẽ là những hạt giống và đều là những hạt giống được chọn lựa chất lượng đúng không? Để mong cho một cái mùa màng tiếp theo được bội thu đúng không ạ? Bà con thì no ấm hạnh phúc. Vậy thì Hằng ơi, chị muốn hỏi một chút là lúc này đến với bản làng thì chị thấy là có rất nhiều các bạn nhỏ cũng tham gia làm còn. Thì đây có phải là một trong những cái hình thức mà mình sẽ lưu truyền những cái giá trị văn hóa đặc biệt của đồng bào dân tộc Tày tới với lại các con khi mà còn bé như này không? Thì với bản làng là quan niệm là dạy con từ nhỏ đấy. Đấy cho nên là các con thì sẽ cứ được nghỉ học các thứ thì các con lại cùng với lại bố mẹ này rồi các ông các bà là cùng nhau làm để mình truyền dạy cho nhau. Các con thì chắc các là con sẽ chỉ làm được những cái việc nhỏ nhỏ mà đơn giản hơn như là tết cái vòng cái này các thôi, con có thể tết này có thể làm những cái này. Các bạn nào lớn hơn thì có thể làm được cũng gần như hoàn thiện cả quả con luôn rồi á. Và trên đường chị vào bản làng ấy, chị thấy rằng là có những cái nhà sàn của chúng ta treo những quả còn như thế này đúng không? Thì đây cũng sẽ là một cái vật mà cầu may và cũng là một cái biểu trưng văn hóa. Là họa tiết của người Tày đó. Đúng rồi, đồng bào dân tộc Tày. Không thể thiếu những cái màu sắc rất là đẹp, màu đỏ này, màu xanh này. Nhìn rất là sặc sỡ và cảm giác là rất là ấm cúng và có lẽ là nó giống như là một cái vật mà khiến cho tâm linh đúng không ạ, khiến cho chúng ta có cảm sự kết nối với lại trời đất. Vậy thì các bạn nhỏ của bản làng Thái Hải chúng ta thì làm còn với một cái tâm thế như thế nào, các bạn ấy có vui không? Tâm thế thì bạn nào cũng háo hức để học thôi, bởi vì nó là văn hóa rồi, cho nên là các con thì cũng mong muốn là được học để mà được biết, để mà các con lớn lên các con biết đến cái văn hóa truyền thống. It is a very beautiful place. I really enjoy it. It's very beautiful. I love the people here. They're so nice and so welcoming. And it's also a very beautiful culture they have. The way they do things and the way they treat each other and the guests that are coming. It's a very beautiful place. I really enjoy it. Trong văn hóa người Tây, quả còn tượng trưng cho may mắn, tài lộc. Quả còn được làm bằng miếng vải hình vuông, mỗi cạnh khoảng 20cm, trụm bốn góc vào nhau, sau đó khâu kín ba đường, còn một đường khi nhồi hạt bông xong mới khâu. Dây còn dài khoảng 50cm, làm bằng vải bền chắc. Để có được những quả còn đẹp, bắt mắt, các chị em khéo chọn vải, phối màu xanh đỏ tím vàng làm tua rua đều từ quả còn đến dây còn. Việc khâu còn không chỉ đảm bảo thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Theo quan niệm của người Tày, quả còn bao giờ cũng phải khâu tua rua bốn góc, tượng trưng cho bốn phương trời. Quả còn càng có nhiều tua rua, nhiều sắc màu càng đẹp, càng đem lại may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Nét văn hóa làm còn của bản làng Thái Hải được bà con duy trì hàng ngày và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với nhiều tầng ý nghĩa, quả còn trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người Tây. Không chỉ là sắc màu may mắn, không gian bản làng luôn vang lên tiếng hát then đàn tính,
loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo của đồng bào Tày Nùng, cư trú lâu đời ở rừng núi phía Bắc. Tiếng đàn tính hòa nhịp cùng lời hát then mượt mà, chan chứa, khi thì dịu dặt tha thiết, rộn ràng, tươi vui, dồn dập, lúc lại nhấn nhá từng tiếng, thầm thì như kể chuyện, thể hiện tình yêu với thiên nhiên, con người, khát vọng về cuộc sống bình yên, khát vọng vươn lên, ấm no, hạnh phúc. Ở bản làng Thái Hải, bất cứ không gian nào, thời gian nào, du khách cũng có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh thân thương như thế này. Để kéo được các bạn trẻ đến lớp tiếp cận với di sản văn hóa của cha ông, phải kể đến vai trò của các nghệ nhân lớn tuổi, những người trực tiếp đứng lớp truyền dạy cho người trẻ. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đàn tính, hát then đã thể hiện tính đoàn kết cộng đồng, sự gắn bó hài hòa giữa con người với các yếu tố tự nhiên, trở thành món ăn tinh thần độc đáo, không thể thiếu của người dân nơi đây. Bà dạy cho con dạy cho cháu, những đứa trẻ 5-6 tuổi hay lớn hơn chút 10 đến 11 tuổi có thể thành thạo và làm chủ cây đàn tính, biết hát những điệu then của bản làng. Cứ như thế, tiếng đàn tính hát then đã trở thành một phần không thể thiếu của bản làng, của tuổi thơ những đứa trẻ lớn lên từ bản làng. Đến thăm bản làng Thái Hải, du khách sẽ được đắm mình vào thiên nhiên xanh tươi với núi đồi, cỏ cây, hoa lá và hồ nước lớn ẩn hiện giữa không gian thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ là những ngôi nhà sàn có tuổi đời ngót nghét trăm năm. Ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc và bản sắc dân tộc độc đáo vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Mỗi không gian nhà sàn không chỉ là nơi để ở mà còn có chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Nhưng tất cả đều đang được bà con nơi đây gìn giữ, phát triển văn hóa, gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đến với Thái Hải thì thực sự rất là khác. Tôi rất yêu cái vùng đất của Thái Hải. Đến đây dường như đã làm cho tôi thư giãn và bình an lại sau những cái ngày làm việc vất vả. Thật là tuyệt vời. Bất cứ một lúc nào đó, muốn tránh xa cuộc sống xô bồ, muốn tìm về với những trải nghiệm dân dã, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc và tận hưởng cuộc sống thanh bình, đừng bỏ qua cơ hội tới với làng nhà sàn đặc sắc này, bạn nhé. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thái Nguyên sắc màu văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.